Ngày 28 tháng 3, Bệnh viện 199 Bộ Công an vừa phẫu thuật nội soi viêm phần phụ khó cho nữ bệnh nhân 52 tuổi người Nghệ An. Được biết, cách đây một tháng, bệnh nhân này đi khám nhiều lần và điều trị nội khoa tại một bệnh viện thuộc tỉnh Nghệ An với chẩn đoán viêm phần phụ nhưng không thuyên giảm. Do đau bụng vùng hạ vị nặng, áp xe phần phụ trái, bệnh nhân đã được người nhà đưa vào khoa cấp cứu Bệnh viện 199. Qua thăm khám, các bác sĩ cho biết phần phụ trái của bệnh nhân có khối kích thước 3cm, khối thưa âm vang kích thước 26 x 25mm, khí hư đặc sánh, các bác sĩ đánh giá bệnh nhân không đáp ứng với điều trị nội khoa, được tiến hành các thủ tục xét nghiệm tiền phẫu, sau đó chuyển mổ nội soi trong ngày. Tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ quan sát thấy mặt sau tử cung viêm dính vào sau trực tràng, hai bên vòi trứng buồng trứng dính chặt vào các quai ruột non, phần phụ trái có khối áp xe kích thước 3x4 cm bao quanh buồng trứng trái, buồng trứng trái mủn nát, phần phụ phải có khối áp xe kích thước 1x3 cm. Bệnh nhân đã được ekip phẫu thuật gỡ dính, cắt phần phụ hai bên và giúp rửa ổ bụng bằng polyvin. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, sau phẫu thuật bệnh nhân ổn định và được theo dõi tại phòng hậu phẫu. Bác sĩ chuyên khoa 1 Doãn Thị Thanh Hoa, phụ trách đơn vị phụ sản nhi bệnh viện 199 cho biết, viêm phần phụ là một trong những vấn đề phụ khoa phổ biến, ảnh hưởng đến phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Bệnh lý này xuất phát từ vi khuẩn, thường gây nên nhiễm trùng trong vùng chậu, ảnh hưởng đến vỏ trứng, buồng trứng và có thể lan sang các cơ quan lân cận như ruột và bàng quang viêm phần phụ sẽ tạo ra các cơn đau âm ỉ ở phần bụng dưới và nằm trong khả năng có thể chịu đựng được của chị em nên thường xuyên bị bỏ qua. Cơn đau chỉ rõ rệt hơn khi vận động mạnh. Các cơn đau ở phần bụng dưới sẽ tăng mức độ khi bệnh nặng, khi ấn vào bụng dưới hoặc khi đang đại tiện và khi quan hệ tình dục. Ngoài ra, hông cũng thường xuyên đau và mỏi ngay cả khi chưa đến kỳ kinh. Viêm nhiễm phụ khoa ở mức độ nặng cũng sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, sức đề kháng giảm khiến chị em bị sốt và ốm, thường là sốt cao có thể lên đến 40 độ C trong cơn sốt người bệnh có thể cảm thấy dùng mình cảm giác ớn lạnh nhiệt độ tăng giảm bất thường bên cạnh đó người bệnh còn có thể gặp các triệu chứng chóng mặt và buồn nôn viêm phần phụ cũng khiến khí hư tiết ra từ âm đạo có mùi tanh khó chịu màu sắc khác thường màu vàng hoặc xanh dạng đặc hoặc lỏng đôi khi có cả mủ kèm theo viêm nhiễm phần phụ kéo dài sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến những cơ quan lân cận trong đó có cả bằng quang và điệu quản hai bộ phận này sẽ bị chèn ép dẫn đến các hiện tượng đái rắt tiểu buốt và ứ nước ở thận kinh nguyệt ra nhiều trong thời kỳ hành kinh, xuất huyết bất thường, đau bụng kinh dữ dội, chu kỳ kinh nguyệt kéo dài bất thường, máu kinh có màu đen vón cục, có thể ra máu giữa chu kỳ kinh. Bác sĩ khuyến cáo viêm phần phụ là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt là ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nếu không chú trọng, thì phụ nữ rất dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Vì vậy, việc nhận biết và điều trị kịp thời, cùng với việc thực hiện vệ sinh đúng cách và tái khám phụ khoa định kỳ là rất quan trọng để ngăn ngừa biến chứng và giữ gìn sức khỏe cho người phụ nữ.